Nam lên hương thấy rõ kể từ khi kết hôn với Sắc Long, điều này thể hiện qua sự thay đổi trong phong cách thời trang của cô. Dù không phải lúc nào cũng phối đồ quá xuất sắc nhưng người hâm mộ vẫn ghi nhận màn lột xác của cô nàng kỹ sư nghèo một thời. Để cho đáng với hình ảnh của nàng dâu trưởng nhà họ Hoàng, Nam hoàn toàn say goodbye với những món đồ áo thun, áo gai lỗi mốt. Thay vào đó, cô gắn với những loại trang phục mang đến sự nữ tính, điệu đà như váy bút chì, sơ mi rũ mềm mại, quần ống loe, váy chữ A dáng dài. So với hình ảnh của ngày trước, Nam rõ ràng trở nên xinh đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Tuy nhiên, chẳng ai có thể giữ phong độ mãi được, đặc biệt là những lần phối đồ lỗi, thậm chí là còn bị soi mặc hàng hiệu fake. Như trong tập 28, Nam diện đồ ở nhà theo phong cách thoải mái, lịch sự với áo thun trắng tay dài cùng một chiếc quần ống rộng họa tiết độc đáo. Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra kiểu dáng trăng lưỡi liềm trên quần là một họa tiết chủ đạo của thương hiệu thời trang nước Pháp. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhà mốt này không hề sản xuất quần có kiểu dáng như thế này. Soi ra mới thấy, những chiếc quần được bán rất nhiều trên các trang thương mại điện tử, với xuất xứ từ Quảng Châu. Trong buổi tiệc thông gia của nhà họ Hoàng, Nam lên đồ trang trọng, thanh lịch với váy bút chì phối cùng áo sơ mi trắng kèm vạt. Nữ diễn viên hoàn toàn ghi điểm bởi lần trước đó, cô từng diện kiểu áo này nhưng lại trông khá sộc sịch và quê mùa. Hay trong lần khác, Nam diện chiếc váy sọc trễ vai với phần tả họa tiết nhiệt đới trông khá đẹp mắt và sang xịn. Được biết, đây là họa tiết đặc trưng trong BST Xuân Hè 2021 của Dior, được đặt tên là Dior Palms. Tuy nhiên, hãng chỉ cho ra mắt phần chân váy rời chứ không hề có mẫu váy liền như kiểu Nam đang mặc. Bỏ qua những lần mặc hàng hiệu pake, trong những lần diện trang phục của thương hiệu đồ thiết kế trong nước, độ sang trọng của cô nàng như được thăng hạng hơn gấp bội lần. Nhiều người cho rằng những chiếc váy có thiết kế nữ tính, thanh lịch rất phù hợp với hình tượng con dâu nhà giàu như Nam. Chính vì thế có thể thấy, Nam đôi khi không cần phải cố dát hàng hiệu quá nhiều mà vẫn đủ đẹp trong một số hoàn cảnh. Như vậy bộ phim không chỉ nóng về nội dung mà những trang phục của diễn viên, đặc biệt là nữ chính cũng được khán giả săm soi rất kỹ. Tuy nhiên đó cũng chỉ đơn thuần là tình yêu của khán giả dành cho bộ phim mà thôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.